Câu chuyện về những nữ thần quyền lực thần thoại Hy Lạp. Mặc dù cũng chịu ảnh hưởng bởi chế độ phụ hệ, đa số các vị thần quyền lực tối cao đều là nam giới. Tuy nhiên, trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp không ít những nữ thần nổi tiếng có quyền lực, tài năng và họ đa số đều tốt bụng hơn những vị thần là nam giới. Những nữ thần này chiếm vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Hy Lạp, có có tài năng và những phẩm chất cao đẹp không thua kém những vị thần là nam giới. Sau đây là tổng hợp một vài câu chuyện về những vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. 1 nữ thần Hera. Theo phả hệ, nữ thần này là con gái út của Titan Cronus và Ri, giống như các anh em khác, trừ rớt, bà bị Cronus nuốt vào bụng khi mới lọt lòng. Sau này khi rớt chiến thắng bố mình và bắt ông nôn hết các anh em ra khỏi bụng thì Hera chào đời lần hai. Cũng có thể nói Hera là con cả, ra đời trước nên bị nuốt trước, do đó, khi Cronus oẹ con cái theo thứ tự thì bà trở thành con út. Một số nguồn khác như nhà thơ Lạc Tân phán rằng Hera là chị em sinh đôi của rớt, rồi nhà thơ Apollodorus thì nói Hestia mới là con gái cả, Hera là phận thứ. Nữ thần Hera Hera là vợ của vị thần tối cao rớt, có tài năng sắc đẹp và quyền lực, là người cai quản các nữ thần. Hera là nữ thần của hôn nhân, thần bảo trợ cho cuộc sống gia đình, cho sự thánh thiện và bền vững của nó. Hera là vợ của thần rớt và, cũng như chồng, có toàn quyền thống trị của một vị nữ hoàng trên đỉnh Olympus. Tuy nhiên, Bà lại nổi tiếng có máu ghen tuông và khá tàn nhẫn đối với những đứa con ngoài giá thú của chồng mình. 2. Nữ thần Athena. Athena là một nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với trí tuệ, nghề thủ công, mỹ nghệ và chiến tranh, thời sau này bà được đồng hóa với nữ thần La Mã Minerva. Athena là vị thần bảo trợ cho nhiều thành bang khác nhau trên khắp Hy Lạp, trong đó tiêu biểu nhất là thành Athens mà có thể tên gọi của bà bắt nguồn từ đây. Bà là vị thần của trí tuệ, mang bia tượng tự do dân chủ Athena cũng là nữ thần bảo trợ cho các cuộc phiêu lưu anh hùng. Bà đã trợ giúp các anh hùng như Perseus, Heracles, Bellerophon và Jason vượt qua nhiều thử thách. Cùng với Aphrodite và Hera, Athena là một trong ba nữ thần tham gia vụ tranh cãi khơi mào cuộc chiến thành trời A. Nữ thần Athena Athena dường như không có tật xấu nào, bà là nữ thần tài năng nhất, đồng thời cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt đẹp nhất. Athena là một nữ thần rất mực thông minh, xinh đẹp, một nữ thần vừa hiếu chiến vừa chủ hòa. Vì chỉ có sau khi chiến thắng thì mới có hòa bình. Thần khuyến khích tinh thần chiến đấu của các dũng sĩ, cho họ sức mạnh, sự quyết tâm, lòng kiên định và lời khuyên lúc nguy nan. Athena cũng dạy cho dân chúng các kiến thức khoa học, dạy họ nghệ thuật và các nghề thủ công. Vì thế Athena được nhiều người yêu mến và kính trọng. 3. Nữ thần Hestia. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Hestia, tiếng Hy Lạp, Oia, là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Hestia là con của hai vị thần Ri và Cronus thuộc dòng dõi Titan và là chị cả của thế hệ các vị thần thứ nhất trên đỉnh Olympus. Nữ thần là người mà nữ thần Ri sinh ra đầu tiên và cũng là người mà thần Cronus nôn ra cuối cùng. Nữ thần Hestia Nữ thần Hestia là vị thần của bếp lửa, sự quay quần của mọi thành viên trong gia đình, sức khỏe gia đình và nội trợ, nhưng trước kia là nữ thần của đạo đức, sự tôn trọng, tốt bụng, man đạo và thiện trí. Bà là một nữ thần tài giỏi, khéo léo, Thân thiện lại thông minh và xinh đẹp nên được các vị thần và người dân tin tưởng và yêu quý. Bà luôn biết cách giúp đỡ, cải thiện cũng như sửa chữa khuyết điểm của mọi người theo một cách rất nhẹ nhàng và ôn tồn, mang tính giáo dục nhưng không tỏ ra phẫn nộ, giận dữ. Về sau bà đã rời khỏi đỉnh Olympus để có thể tập trung trông coi ngọn lửa thần. 4. Nữ thần Medusa. Nữ thần Medusa. Medusa là một thiếu nữ có nhan sắc diễm lệ. Nàng rất mực tôn kính nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa lọt vào mắt thần biển Poseidon. Dù nàng đã từ chối nhưng vị thần vẫn quyết theo đuổi và điều này khiến nàng chạy vào đền thờ của nữ thần Athena với hy vọng được che chở. Nhưng đáng buồn là nữ thần làm ngơ, để mặc cho Medusa bị Poseidon cưỡng bức, có dị bản lại kể nàng đáp lại Poseidon và hai người đã ân ái trong đền thờ nữ thần Athena. Vì tức giận trước hành vi làm vấy bẩn đền thờ của mình, nữ thần Athena đã trừng phạt Medusa thay vì Poseidon. Thần biến Medusa thành hình dạng gớm ghiếc với mái tóc rắn tay làm bằng đồng với móng sắc hơn dao. Kể từ đó Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp, chuyên đi làm hại người, nhưng tuyệt nhiên không đe dọa đến những người phụ nữ. Tuy nhiên, những thần thoại về vị thần này có rất nhiều dị bản khác nhau. Truyền thuyết trên là bản được người dân biết đến nhiều nhất và lưu truyền rộng rãi nhất. Đây cũng là một vị thần có rất nhiều điều bí ẩn, là cảm hứng cho những người làm phim hoặc sáng tác văn học. Những nữ thần Hy Lạp không nhiều và họ thường đứng dưới những vị thần nam giới, tuy nhiên, họ vẫn được trao những quyền năng đặc biệt tài năng cũng như trí thông minh không thua kém bất cứ vị thần nào